kỹ thuật và hôm nay thì chúng ta sẽ vận hành về một tính năng đây là tính năng kết hợp giữa các tính năng bao gồm là tính năng vlan chạy trên giao diện bonding kết hợp đó là về dự phòng bộ tuyến vip và thưa bạn hôm nay bạn là chủ đề hôm nay bạn là mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta là cách chúng ta sẽ khởi tạo cái yêu cầu vip trên trên cái vlan bạn trên các vlan trên các VLAN mà các VLAN này nó lại chạy trên giao diện liên kết bonding. Đây bạn liên kết bonding là bonding. Đúng chưa? À, như vậy nó sẽ chạy lên giao diện liên kết bonding. Vậy thì lúc này ý tưởng như sau bạn mà hình dung đây. VLAN thì phải chạy trên bonding. VIP thì chạy trên VLAN. Vậy thì rốt cuộc bây giờ nó yêu cầu chúng ta phải làm đầu tiên chúng ta phải khởi tạo trước bonding. Sau đó khởi tạo VLAN. Sau khi khởi tạo VLAN xong thì chúng ta tiếp tục sẽ khởi tạo là VIP. Vậy thì đầu tiên Bây giờ đối với trong hướng dẫn này bạn là bạn sẽ chuẩn bị mình giả sử trong hợp này mình sẽ demo demo chúng ta một cái mô hình đơn giản. Thực tế thì những cái mô hình demo này là trong thực tế y chang không khác hết. Y chang. Và cái nhiệm vụ chính bây giờ hiện tại chúng ta là chúng ta phải nhìn nhận vào trong hệ thống mà chúng ta thấy ừ, ừ cái tính năng nó triển khai như vậy như vậy. Thì nhiệm vụ của các bạn là chỉ cần làm đúng cái những cái mà mình đang nói là xong. Sau đó nó chạy ra. Nó chạy xong rồi thì lúc này bạn muốn tích hợp tính năng nào khác vô cũng được tích hợp tích hợp những tính năng khác vô cũng được cũng được không sao nhưng đừng nên quá sáng tạo trong cái làm mình ví dụ ví dụ khi bạn làm này đúng không thì bạn có thể làm y chang đừng sau khi mà làm xong á sao bạn tìm hiểu các tài liệu các cái nội dung hướng dẫn sau này sao bạn ghép và bạn làm được nhưng trong quá trình cứ bắt chước theo y chang những gì mình làm thì các bạn sẽ chạy được thành công đó chúng ta lưu ý và thì ở đây bạn là mình sẽ cố gắng mình sẽ mô phỏng cho chúng ta một cái hệ thống tương đối đơn giản về cái mô hình VIP uh, VIP VLAN và Boning ví dụ đây giả sử hiện tại đây là thí nghiệm mình đang có đây hai bộ định tuyến ở đây mình sẽ dùng cái uh, phiên bản series đóng vai trò là bộ định tuyến trên thực tế chúng ta lưu ý nha chúng ta nên sử dụng những bộ định tuyến là những mã CCR để có hiệu suất cao hơn đây sẽ là một bộ chữ mạch cũng cùng dòng vậy ở đây mình có ba bộ chữ mạch đóng vai trò sẽ là hai bộ chuyển mạch làm bộ định tuyến và một bộ chuyển mạch đóng vai trò sẽ là bộ chuyển mạch thuần tí. và thì đây bạn giả sử giờ em nói em có đây em có đây Đầu tiên đúng không? Em cho em có mã sẽ là mã CRS326 đó. Em đóng anh này là con router thứ nhất. Anh thứ hai cũng là CRS326 bạn hình dung nha. Vì điều kiện hiện tại trong phòng studio này bạn chưa có hai router cho nên mình sẽ bóc hai này đóng vào trò làm router. Về nguyên tắc nguyên tắc sao về nguyên tắc độc lập thì khi mà chúng ta triển khai đối với những yêu cầu này là chúng ta phải xác định dùm cho mình kỹ kỹ bên hợp là những bộ định tuyến đóng vai trò là những bộ định tuyến đến hoạt động một cách đảm bảo hiệu suất chứ không phải là lấy những con xích CRS sau đóng vai trò định tuyến sau, sau, đó lên mạng nói bộ định tuyến này dòng này tải được bao nhiêu sơ là sai hết cho nên ta lưu ý ở đây là vô tình là mình sẽ sử dụng hai cái mã này làm vai trò sẽ là R1 đã này R1 anh này sẽ R2 hai này bạn thì bằng kết nối hai internet được hai đường hay ba đường được không sao ở đây mình có một đường truyền internet đây đây là internet internet đúng chưa đó xong mình kết nối về mình kết nối về đúng chưa đó xong sau đó phía dưới này mình sẽ có thêm một switch nữa đây switch này, mình cũng sử dụng CRS đây R CRS bằng CRS S326 này 24G này đó, thấy chưa? Sao mình nói xuống. Nói xuống. Bonding là cần hai sợi. Đó, xong đây là six lưu ý nha, đài six SW. Rồi xong. Sau đó thì bây giờ yêu cầu của mình sao? Em nói là em có 3 villain đầu tiên là em có rồi em có 3 villain đúng không? Em có 3 villain 3 villain

20.1 24 à, 10.10.30.1 24 đó xong Vậy thì bây giờ một số bạn nói đâu bây giờ em bóc thử bóc thử sao em đây em bóc thử mấy cổng ví dụ 678 6 7 8 em lấy cái máy tính em gắn đây em lấy 3 máy tính em, em có 3 cái máy tính 3 cái máy tính đồng thời đó, xong gắn vô ba cổng này vậy thì mỗi cổng phải giải mã cho mình mỗi vlan ví dụ anh này là vlan tức là anh task thì anh giải mã là unstatic đúng không là vlan số 10 20 30 sao vậy thì lúc này bây giờ mình quy định đây là router chính đây router dự phòng vậy router chính bây giờ mình ghi cái phấn vàng cho dễ hình dung đã ghi phấn da vàng này ví dụ là ghi, ghi phấn vàng như dụ anh này đây đây, đây. ghi đây là chính 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 là từ là ft bằng ft đó anh này dự phòng là backup backup đồ này này backup à, xong active backup xong đơn giản bài xong đó ba phần và xong vậy thì bây giờ đối với trong trường hợp này bây giờ mình nói mình làm sao thì, đối với cái này đại bạn đầu tiên là làm đại trước câu hình này trước sau đó tới lượt câu hình này sau đó mới tới lượt này nhớ cho mình nha làm là phải làm từ từ cái chỗ này dễ bị lộn mà ra cái chỗ này, này đây đây hôm trước có một số bạn làm cho nó bị lộn rồi bạn cho lúc này bạn lưu ý lưu ý kỹ cho mình làm rất thận trọng cái phần này á, đối với ở đây là mình khuyến nghị các bạn làm cho dự án thực tế không vài chục lần nó mới nhớ cho thông thường làm một hai lần vẫn quên và lúc này cứ cái gì vậy trước tiên làm đối với hệ thống mạng là mình phải làm là mình phải có giấy tờ ghi ra đàng hoàng ở router như nào sơ khai báo thông thường ý em mà đừng có làm dựa trên suy nghĩ ngào suy nghĩ đặc biệt là wifi bạn cho nên hôm trước mình nói bạn là mình đã xử xử lý cái vụ mà cái wifi ở dưới cái khách sạn năm sao tiêu chuẩn quốc tế tại quận ninh đội và các khu vực tỉnh ở tại yên bái rồi rồi rồi, 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 rồi thay phú thọ mình xử lý cái vụ rồi nhiều vụ bạn khi mà bắt đầu yêu cầu ra cái cơ sở anh thiết kế à, cái cơ sở anh cấu hình thấy à, em nói là em cấu hình chỗ đó chỗ đó và bây giờ mình yêu cầu là list những tính năng anh cấu hình đồng để em xem thấy vậy thì lúc này bây giờ mình đi vào mình là một đơn vị độc lập đi vào là mình phải dò không cái đó không phải mình nhiệm vụ mình không phải Tức là mình đến mình xem họ đang làm gì nó thì tới phải dò đọc lại cách đã làm nhiều khi họ ta họ họ hòn đổi mà khẩu bạn vui lắm cho đối với trường hợp này mình vẫn khuyến nghị bạn này khi đã làm cái gì gọi là bắt buộc phải có ít xíu giấy tờ lấy cái bút ra mình ghi xíu để sau đó mình lưu số liệu lại sau này để mình còn làm chứ không được phép là chúng ta cứ chung chung chúng ta đọc, đọc làm làm tất cả đầu mạng lưới nha làm trên đầu sau anh lỡ ác ác, ác đó họ và họ xoát cái là coi như lòi ra liền một đề cho anh ta lưu ý tất cả là việc là phải dựa trên giấy xíu cái này nó có, ta, ta, có thể là nó quay về vấn đề xíu về truyền thống và một số bạn nói là bây giờ thời đại 4.0 mà mà còn giấy tờ nữa cái đó mới là chết bạn cho nên mình nói hôm trước bạn cũng có một cái buổi hội thảo mà mình nói luôn bạn nè thời đại 4.0 bên mình có làm việc với trực tiếp với cái ông mình gọi là, mình nói luôn là ông mi cung cấp thiết bị tường lửa thì lúc này mình nói luôn bạn này Ông nói nè, thời đại 4.0 bây giờ mà cần gì phải làm trực tiếp, chỉ cần ngồi từ xe làm, ừ bạn ngồi từ xe làm. Đến lúc này nó sinh ra vấn đề là cài đặt cái tường lửa cho một cái bệnh viện ở Phú Thọ làm một tháng chứ xong mà. Còn trong đó đối với trường hợp trực tiếp mình nghĩ cài chưa được ngày xong, chưa được một ngày luôn. Đến lúc này nó mới sinh ra những vấn đề là nó nói chung người ta sẽ nói như này bạn. Nếu mà mình muốn thì chúng ta tìm cách, mà không muốn thì tìm lý do. Tại bây giờ nó thời đại có 4.0 hay gì tất cả cũng phải đảm bảo rằng yếu tố đầu tiên là nhanh gọn lẹ và cái phương pháp sử dụng các cái dịch vụ hiệu quả chứ không phải bắt người ta đợi đó sau đó là còn vấn đề là ray lên hãng ray lên hãng nhờ hãng can thiệp xử lý tức là những đơn vị phân phối thiết bị Việt Nam mình rất tệ có những trường hợp không biết ray lên hãng nhờ hãng kiểm tra hỗ trợ cái này rất rất thiếu cho nên lúc này mình báo là trong những thời điểm này á, thì các anh làm gì các các nhà phân phối ở Việt Nam thì cái đội ngũ kỹ thuật ở nhà làm ở nhà chơi à ta lúc này là chúng ta phải thường xuyên chúng ta tiếp nạp và chúng ta phải thường xuyên rèn luyện rèn, rèn luyện các kỹ thuật về cấu hình thiết bị từng lửa chứ không phải là tới lúc đó từ tới lúc đó rồi bạn là không biết lý giờ rồi rầy rầy chờ mất mấy ngày đó là cái rất là vô lý cho nên đây mình vẫn nói là đối với những đơn vị phân phối Việt Nam là phải tập trung xây dựng cái nguồn lực với cái năng lực tốt chứ không phải là tập trung ở đây mà lò bán hàng sau bắt đầu là chào giá, so cạnh tranh giá, đó không phải là cái giá trị thực sự mà khách hàng cần. Đó chúng ta lưu ý. Rồi, bây giờ bạn là mình sẽ mời mình cùng theo dõi, mình sẽ hướng dẫn là cách chúng ta sẽ câu trực tiếp đối với hệ thống này bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mời bạn mình cùng theo dõi sau. Ở, đầu tiên bạn, ở đây là mình cũng bị mình. Đây, đầu tiên chú thích bạn đây mình sử dụng đây là cộng số 3 số 4 số 3 số 4 đây sẽ là 1 2 3 4 kết nối đó xong đầu tiên gắn cái trang cho mình nha. Uh, đây nha ờ, đây ba xem nha 3 4 3 4 đúng không đây ờ, uh, 3 4 đúng không? Đây. 3 này. 4 nè đó chúng ta đã bốn đúng không thì chúng ta sẽ gắn một hai đây mình sẽ gắn bạn xem đây mình đứng để đứng cho bạn dễ hình dung đây một hai đúng không một hai rồi xong tương tự là anh kia anh kia sẽ là ba bốn bạn gắn mình ba bốn luôn anh xin xuống dưới này dưới dưới này để mình tháo này tháo này đây cho dễ dễ hình dung rồi ở đây mình đang có là hai sợi mạng đúng không hai sợi mạng khác đúng không đây mình sẽ sử dụng hai sợi mạng này mình đã chọn xíu nha đây đây là sợi dây mạng tròn nó vướng đây rồi mình sẽ sử dụng là cộng 3 cộng 4 mà cộng 3 4 3 4 13 4 kìa đây 3 4 rồi chúng ta sẽ kết nối xuống router bên dưới này là 3 4 xem nè đây 3 và 4 đó xong 3 4 xong rồi sau đó chúng ta cấp nguồn cho hai thiết bị bạn cấp nguồn nha dùng cho mình một sợi dây kết nối với máy tính để chúng ta sẽ đi cấu hình đây mình sẽ kết nối vào máy tính bên đây rồi vào đây Đúng chưa rồi kết nối vào router đầu tiên router này mà hiện tại mình chưa có nguồn mà bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho switch này switch này bạn switch này chưa có nguồn rồi đây bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho anh này bạn mình đặt này để cho dễ nhìn đây rồi lên rồi xong Hơi bừa bổn chưa bạn Đây Rồi bạn thấy chưa Xong Công nguồn ăn xong Rồi Đầu tiên bạn Là bạn cũng truy cập cho mình Đây là bộ định tuyến chính Dưới sẽ là bộ định tuyến dự phòng Đầu tiên Các bạn cũng mở cho mình Lên công cụ Winbox đúng không Đây Đầu tiên họ sẽ vào cho mình menu Start Start Rồi sẽ bắt đầu tìm menu Winbox Sau đó bạn truy cập vào cho mình Seed Và chúng ta sẽ khôi phục sức này về đặc thái xuất xưởng Đây Xem thấy thế như nào nha Đây đây đúng không mình xem tại đã thành công rồi đặt tên mình đặt tên ví dụ đây vào system này menu sẽ là menu arrange đặt lại r1 r1 bằng xt ổn chưa rồi xong nhớ vào cho mình menu ip này xe việc tắt hết các ví dụ và để lại cho mình một mình ở nguyên tương tự vậy chúng ta sẽ vào cho mình menu system này user và chúng ta sẽ đổi cho mình một khẩu mình lưu ý nha rồi xong Bây giờ bạn là mình quay số Ethernet đúng không? Bạn vào cho mình menu này, chúng ta sẽ thiết lập con router để bình thường đầu tiên. Vào đây, vào BBBUI -E clan đúng không? Mình quay số lên cổng số 1, đây cổng số 1, số 1 đúng không? Rồi. Chọn mình account. Ví dụ đây mình có account là XYZ mà không sẽ là XYZ. Rồi xong. Apply xong. Thấy chữ R thành công, mình sẽ qua cho mình menu IP này. Firewall và NAS cho mình, NAS cái đường truyền đó. Đó. NAS này có chức năng nó sẽ cho phép cái máy tính của mình nó sẽ ra mạng mạng lên của chúng ta hoặc là mạng VLAN sẽ ra mạng bằng đường truyền vừa rồi chọn mình là một là must đi đó xong xong một phần sau đó chúng ta vào menu IP này DNS chúng ta sẽ gắn với chủ cho mình những cái bước này tí là bạn sẽ vào cho mình con router dự phòng và làm ý trang rồi xong bây giờ đầu tiên chúng ta đang đây là router chính đây là router này đây router này chính chính này đây chính này dùng cổng 34 thì chúng ta vào menu interface the bonding tạo liên kết ở đây mình tạo liên kết một ghi tên mình ghi tên là bond đinh uh, R1 tới tới đầu CRS326. Đó, xong. Cổng nào mình nói là ở đây là em dùng cổng 34 và 4 đúng không? Đó, rồi xong. Chế độ 823D đi. Transmit hash policy chọn là 203. Xong. Những thuộc tính này các bạn có thể tìm hiểu trong những cái series trước đây mình hướng dẫn là cách chúng ta sẽ thiết lập cái uh, thiết lập bonding hoặc là chúng ta có thể chúng ta tìm hiểu trên cái trang web của MyTik tại địa chỉ sẽ là www hep.mintic.com sạc docs chúng ta lưu ý nha rồi lưu lại xong mình đã có một giao diện sau đó bây giờ đối với việc bây giờ tạo xong cái này rồi bây giờ tôi được tạo này đúng không tạo này anh này đầu tiên tạo một cái nhóm chúng ta sẽ vào menu bricks chọn đây giả sử đây mình đặt là brick uh, r1 uh, mình đặt lại bạn đây brick brick r1 rồi xong trong brick này là mình sẽ cố gắng mình đưa vào mình đưa vào đầu tiên anh này anh sợi dây bonding này đổ 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 vì lên xuống dưới thầy đưa vào đây vào đây đưa vào đây xong sau khi đưa sợi dây nó vào xong bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước thứ hai nữa là bây giờ chúng ta làm gì chúng ta tạo lên đầu tiên đây là ba vi lên vào cho mình menu interface sẽ vi lên đầu tiên gõ mình cho cộng đầu tiên anh hỏi là bây giờ anh có vi nào mà nói là ừ em có vi số 10 số nhiều, số 10 VLAN số, số 10 thì em gọi số 10 ở đây. nên anh tạo đâu, tạo được trong cái nhóm brick VLAN, brick R1. Tương tự và em có sẽ là VLAN 20, chỉ số 20. Rồi tương tự và em có sẽ là VLAN 30, là VLAN 30, chỉ số sẽ là 30. Rồi xong, 3 VLAN xong. Sau đó sao? Sau đó em vào lại thẻ brick. Thẻ VLAN bây giờ em sẽ móc cái VLAN nó vào trong cái sợi dây này. Đây. Em tạo ra đa cái nhóm, đa cái nhóm Nhóm này tên là Brick R1 Trong này nó có sợi dây bonding Đúng chưa? bonding Bây giờ lúc này chúng ta đang có 3 VLAN nè VLAN 10 VLAN 20 Và VLAN 30 ba vlan này bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc là chúng ta sẽ móc nối móc nối về giao diện này vậy thì bây giờ để mà chúng ta móc nối được bây giờ nhiệm vụ chính bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì bạn đầu tiên bạn vào cho mình lại cái thẻ vlan s hay mình thẻ vlan s nhân này mà nói là trên router mình vừa rồi tạo vlan số 10 à, nó tạo đâu em nói em tạo trong nhóm rig r một sẽ em truyền xuống sợi dây bonding đây đây xong tương tự em có cái vlan số 20 cũng như chang 30 thì cũng tạo ra trong cái yumrix R1 truyền sợi dây này xong. Đơn giản. Sau đó qua lại mình thêm vào vào quy định cái cổng, cái cái cổng chính là cái sợi dây bonding này chỉ truyền chọn cho mình vào sợi dây này. Chọn cho mình VLAN, chọn mình chế độ chỉ truyền đó, xong chọn mình là Grace filtering để bảo vệ cái lượng đi gặp vào. Rồi xong cuối cùng là qua mình thêm brick và chúng ta kích hoạt tính năng VLAN lên. Đây, kích hoạt lên, xong. Đơn giản. Bước tiếp theo là đi đại bi đầu tiên vào cho mình menu IP này address nhân đây đầu tiên em có IP sẽ là 10 đây làm y chang này 10.10.10.1.24 bạn đặt cho mình vào cho mình VLAN số 10 đúng chưa rồi tương tự em sẽ có là VLAN là 10.10.20.1.24 đặt cho mình vào VLAN số 20 tương tự này em có sẽ là 10.10.30.1.24 đặt cho mình vào VLAN số 30 đó xong đơn giản sau đó vào mình menu ip này DHCP server này chọn vào mục này chọn vào này nest 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 đó đây là mục chúng ta xác xác nhận địa chỉ ip tí nữa mình chỉ cho bạn cái chiêu này tí nữa bạn khi bạn chạy vip bây giờ mình chỉ bạn bị xóa đi cho mình xóa đi chỉ xóa, xóa, xóa chưa chạy chưa chạy chưa chạy đâu Sorry, xóa, đi, xóa, đi. Xóa, đi. Xóa, đi. xóa đi xóa đi xóa đi xóa đi rồi để nguyên nó, để nguyên đây bây giờ chưa nên chạy cấp phát ip đâu để im lại rồi xong Bây giờ bạn là bạn sẽ qua lại cho mình con router dự phòng đây, có hình ý trang qua đây. Mình sẽ dừng tại bước chạy đất service server mà bây giờ qua đây, qua này, qua này. Đây. Đầu tiên, bạn cũng mở lại cho mình công cụ Winbox này. Đây. Sau đó bạn kết nối vào mình. Đúng không? Đây, router này cũng mới luôn mình đặt cho mình một system này, er uh, identity mình đặt là R R2 backup, đúng không? Xong. Sau đó em vào cho mình cái menu IP này Civic Và em tắt một số dụng em chỉ để là Winbox thôi Sau đó em vào cho mình cái menu System này Menu User Và chúng ta sẽ đổi lại cái mật khẩu Admin này, Đổi lại Xong Xong chưa Sau đó em vào cái menu BBB này Chúng ta sẽ quay số Đây mình sẽ coi account Ở đây Quay số trên cổng số 1 Cổng số 1 là cổng nó kết nối Internet đấy. Chúng ta sẽ chọn cổng số 1 Rồi Account đây của em là ABC Backward ABC Xong Chạy Em vào menu IP này firewall và sau đó là em nas đúng không? đó chúng ta sẽ nát qua đường này đó chọn mình là một 1 a -E, à, một chọn một uh, action chọn là mars rồi xong sau đó chúng ta cũng đặt mấy chủ dns y chang y chang như con router kia ở đây mình bắt đầu mình qua đi nè ta bắt đầu ở đây là phần mình qua đi nè mình cảnh báo này một số bạn làm biến thấy con ft xong bạn copy cấu hình qua con kia restore lại xong sửa tên cái này là chết cái này mà làm sau này nha sau này đụng nó VIP nó không bao giờ chạy luôn bởi vì cái địa chỉ mac của nó lặp lại đuổi kỹ rồi xong sau khi làm xong bây giờ bắt đầu là mình cũng tạo VLAN VLAN đầu tiên tạo một cái nhóm đây brick đầu tiên đặt là brick ví dụ đặt đây bạn brick ví dụ đặt là brick uh, uh, r2 rồi xong sau đó anh này là bonding hai sợi ba bốn luôn thì tạo mình bonding vào menu interface thế bonding chọn đây ghi tên nó nói ghi tên em ghi tên là bonding uh, r2 tới crs326 qua cho mình thép bonding sau đó anh hỏi là bây giờ nha anh muốn bonding cộng nào nó bonding cộng là 34 34 này 34 đọc. 34 mà đây 34 đúng không 34 đi chàng đây 34 này cũng 34 luôn chọn mình cộng 34 đây slaver là 34 chế độ bây là cũng 3 ad chế độ hash đây là chọn là 2 là 3 xong đưa cái anh đó vào trong cái nhóm vừa rồi vào cho mình một cái này vào đây đưa vào đưa vào sau đó chúng ta sẽ móc móc cái vi lên thực tế bây giờ chúng ta tạo xong lên sau đó chúng ta còn tạo tiếp nữa tạo xong đi bây giờ phải tạo vi lên tiếp tục vào mình thẻ vi lên tạo mình vi lên vi lên ý chăng ý chăng ý này ý này ví dụ vi lên mười chỉ số nhiêu chỉ số 10 nằm trong nhóm brick brick r hai xong Tương tự em sẽ có là VLAN 20, chỉ số 20 nằm trong nhóm Brick R2. Tương tự là em có là VLAN 30, chỉ số sẽ là 30 nằm trong Brick R2. Xong, đơn giản. Sau đó em qua cho mình thẻ Brick, thẻ VLAN chọn cho mình vào đây. Đây là phần móc nối VLAN vào cổng. Em nói, em có VLAN số 10, em tạo trong cái nhóm này và em truyền xuống sự gia bonding. Ý chang như con router Acti, em có lên số 20 y chàng em có lên số 30 đi chàng sau đó qua lại cho mình thịt họ và chúng ta sẽ quy định cái cổng này trí chạy trí truyền lên và chọn cho mình dòng số 2 dòng số 1 á, ở micro tức là vừa truyền vừa giải mã dòng số 2 là trí 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 truyền trí mã hóa dòng thứ ba là giải mã chọn mình dòng số 2 tích này vào này cho mình xong sau đó qua cho mình menu brick bật năng vi lên là xong sau đó đi đặt IP các vi lên bằng cách vào mình menu IP ip address xong bây giờ đây bởi vì chúng ta gán cái anh chấm 1 cho anh này rồi thì cái anh này, này bạn sẽ gán mình ví dụ 10.10.10.2.24 10. 10.10.20.2.24 10.10.30.2.24 không được đặt trùng ip với cái giao diện của cái router chính Bây giờ mình đặt đây 10 10 thì chấm 10 chấm 10 chấm 2 sợi tư đặt mình vào VLAN số 10 rồi tương tự bây giờ mình sẽ có sẽ là 10 10 chấm 10 chấm 20 1 sợi tư đặt cho mình vào VLAN số 20 rồi tương tự mình sẽ có là 10 chấm 10 30 chấm 30 2 sợi tư đặt mình vào VLAN lên số 30 đó xong đơn giản rồi xong sau đó xong bây giờ tới lúc đặt vừa đây bạn biết lúc là chạy DSP server chưa chưa bạn nào chạy xài liền đầu bây giờ này phải thì cái mạng lên này bạn đây là ba cái mạng lên đúng không đây là ba mạng LAN lên vậy thì bây giờ cái gateway của ba mạng lên chính xác là cái quay của này nè vậy thì xong hai này rồi thì bây giờ đi tạo này mà muốn tạo này thì chúng ta sẽ vào cho mình menu interface vip vào đây này đầu tiên đúng không đầu tiên đặt tên em nói là VAB V đây VAB của gì của VLAN số 10 chạy nào chạy trên VLAN số 10 đây đây số 10 sau bắt đầu nó ghi là VAD ứng với mỗi router với mỗi VLAN chúng ta nên đặt là đặt một giá trị VAD nhưng nhưng chúng ta lưu nó là cái quyền tức là cái đa chỉ số được sử dụng trong giữa các mạng LAN với nhau và nó sử dụng đồng bộ giữa các hệ thống Vậy ví dụ đối với mạng lên đầu tiên mà đặt giá trị 10 chỉ số ưu tiên nếu như mà bộ định tuyến này chúng ta ưu tiên đặt cho mình giá trị lớn nhất đây là bộ định tuyến chính vì đây là bộ định tuyến dự phòng á cho nên mình đặt nó giữ lại 100 đi cứ giữ 100 cho mình bộ định tuyến chính chúng ta sẽ đặt giá trị đó, lớn nhất lớn nhất của nó sẽ chạy tới 254. Và thì những cái những cái giao diện VAB nào mà khi mà chúng ta đặt á mà nó có giao diện lớn hơn tức là cái chỉ số priority mà lớn hơn trăm tức là giá trị lớn nhất của priority là 254. Nếu con router nào gắn giá trị đó nó sẽ là router chính. Và bây giờ đối với con router này mà đang ở là router backup luôn thì mình sẽ đặt nó là trăm thôi, nhỏ 254 thì nó sẽ là dự phòng đúng không? Thì mình để nguyên đó, để trăm đó, xong. Xong, apply tương tự vậy em có nên là em có là VAB cho gì cho VLAN số 20 đây vào cho mình gán cho mình VLAN 20 chỉ số VAD đây là chỉ số định danh cho VAB cho mỗi giao diện đặt 20 đi rồi xong cũng như phòng luôn 100 tương tự nữa là em có là VAB cho cái VLAN 30 luôn đây vào mình một này chạy cho cái 30 chỉ số là 30 luôn đó xong xong đơn giản xong đó như vậy xong nhớ là VAB chạy trên VLAN, VLAN chạy trên một đi Rồi xong, sau đó chúng ta vào menu IP address và chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP. Đặt địa chỉ IP cho VAB và nó chính xác là kết quay của bạn mà luôn. Đầu tiên đặt. Đặt cho anh này đúng không? Nhớ IP của nó phải nằm VAB. Đây, VAB của bạn đúng không? Đâu mình xóa ra đi. VAB của bạn là bạn tạo trên VLAN. Đây mình làm cho bạn hình dung. Vì cái giao diện VAB vừa rồi chúng ta tạo Có phải đúng không? VAB VAB Thà chúng ta tạo ra Cho nên bây giờ mỗi giao diện chúng ta tạo nó Phải cái IP Ví dụ anh này đúng không? Mình đặt là 10 chấm 10 chấm 10 chấm 254 Nhưng mà nó mới xuyệt 32 Nó mới chạy Tương tự và anh này nè 10 chấm 10 20 254 xuyệt 32 Anh này cũng vậy 10.10.30.254 32 đó chúng ta lưu ý. Và chính xác những địa chỉ này nó sẽ là địa chỉ làm cái quay vòng nguyên của bạn này, lưu ý. Đó như vậy xong. Vậy thì bây giờ bạn đối với trường hợp này một số bạn nói giờ mình làm sao thì bây giờ đây mình sẽ chỉ bạn luôn này. Bây giờ vậy đối với trường hợp này bây giờ mình nói làm sao? Rất dễ. Rồi, vậy đây sẽ là ba cái kết quay cho ba ông này. Đầu tiên, vào cho mình lại cái dấu cộng. Đầu tiên, đối với cái VAB cho VLAN 10 bạn đặt sau này đây. Bóc nhớ sẽ 32 nha, 10 chấm 10 chấm 10 chấm 10 chấm 254 xe 32. Bạn nhìn này, tự dưng nó sáng xanh và đấy nha, bạn sáng xanh này. Tương tự vậy bằng copy. Đây, 10.10.20.254 32 đặt cho mình vào giao diện đại vi lên 30. Xong. À 20 20 bạn sorry bạn 20 20 20 20 20. Rồi xong. Tương tự là bạn đặt cho mình nữa là 10.10.30.254 32 đặt cho mình vào vi 30. Đó, xong đơn giản. Vậy bạn thấy cái cờ RMB sao? RMB sao đây? Cờ đây. RM tức là running M tức là master là chạy chính đúng không B tức là backup đó xong hết đơn giản bởi vì hiện tại bây giờ router chính ta chưa chạy cho nó hiện tại chữ RM xong sau đó quay cho mình sang menu IP này DHCP server và chúng ta sẽ chạy chạy dịch vụ DHCP server cho bạn này cho máy 10 đó, chỗ, chỗ chỗ này chúng mày bạn nhìn này, anh, anh, anh hỏi này đâu là gateway quay của em không phải là đây mà quay em là đây đây là gõ mình là gõ gõ mình đây 10 chấm 10 chấm 10. 10 254 đây đây là cái quay mình đúng không đó xong đi vậy nó sẽ chạy từ chấm giờ xong mình ghi chấm 10 đi rồi xong next next xong đơn giản tương tự em chạy cho vi lên số 20 rồi uh, 10 chấm 10 chấm 20.254 rồi chạy từ 10 và chạy từ 10 đi rồi xong tương tự là bây giờ là em có tiếp tục là VLAN lên 30 bạn đây đúng không 10.10.30.1.254 à, đó xong chạy từ 10 đi 10 253 rồi xong vì anh này là anh dự phòng cho nên các yêu cầu khi mà nó đổ vào trong lên nó gửi lên bạn thì chúng ta phải yêu cầu này những cái gói gửi tức là những cái gói mà gửi gói xin yêu cầu IP đầu tiên bạn thì chúng ta sẽ block tức là bạn dùng bạn có hai router thì khi những thiết bị nó gắn vào trong mạng của bạn luôn nó gửi yêu cầu lên thì chắc chắn một điều lúc này bạn là hai con đầu tôm nó sẽ nhận được và lúc này nha cái con đầu tư dự phòng mà nhận được nó sẽ hủy nó hủy nó yêu cầu là bạn phải gửi lại mấy lần sau thì nó mới chấp nhận nghĩa sao để khi mà con đầu tơ nó chết bạn thì lúc này nó gửi lên thì nó nhận xử lý và trong trường hợp bây giờ bạn một cái hệ thống nó gửi gói tin lên mà lỡ con máy nó nhận được nó phân giải nó cấp bay xuống thì không đúng tại lúc này chúng ta sẽ hỏng hỏng thời gian cấp bay mình gắt vào đây mình hỏng lại cho xung hỏng đây là trong bằng ba giây rồi tương tự Ờ uh, sorry bạn nha, mình làm lại này, bị sai rồi. Anh này ngoại nè. 3 giây. Rồi, anh này ngoại mình hỏi sẽ là giá trị 3 giây. Rồi xong. Đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ hỏi lại 3 giây, xong đơn giản. Tương tự vậy bây giờ chúng ta lên rau chính. Đây. Bây giờ rau chính thì chúng ta phải để ý cho mình sửa như sau đầu tiên. Bạn cũng kết nối lại cho mình nguyên bắt vào. Đúng chưa? Rồi, đầu tiên khởi tạo giao diện VIP vào cho mình menu interface chỗ VIP này nhấn vào cộng đoạn đầu tiên mình ghi là VIP cho VLAN mới thì chọn cho mình VLAN 10 đâu thì qua cho mình thấy VIP này chọn đây VLAN 10 đấy thì sao nữa chỉ số nhớ hồi nãy anh VLAN 10 chỉ số là 10 đặt chính 254 cho mình xong hết đơn giản tương tự em tạo tiếp vào đây em có sẽ là VAB cho cho gì đây cho VLAN 20 qua mình thẻ VAB này chọn mình VLAN 20 đúng chưa giá trị là 20 đặt ở giá đợt đặt VLAN đặt đây là router chính đặt nó là chính đóng vai trò sẽ là 24 rồi chọn tiếp ở đây mình đặt đặt tên là VAB rồi cho là VLAN số 30 đúng không rồi, chọn mình vào VLAN số 30 rồi, gán giá trị VRB sẽ là 30 giống như bộ định tiếng phụ. Đặt cho mình router router chính đặt cho mình giá trị 254. Rồi xong. Sau đó vào cho mình menu IP. Address và đặt ý chang ý chang này, ý chang chính phụ y chang. Đặt đầu tiên. 10.10.10.254 xoẹt 32 đặt mình vào VLAN số 10. Rồi tương tự bây giờ mình sẽ có sẽ là 10.10.20.254 xoẹt 32. Đặt cho mình vào VLAN số 20 đúng chưa tương tự thì mình có sẽ là 10 chấm 10 chấm 30 254 32 đúng không đặt cho mình vào vi lên số 30 đơn giản xong à, xong à sau bạn cái này là bạn sẽ đặt cho mình vào đây là vào VRB đây 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 bạn đây cái này xin lỗi bạn nha đây mà bạn đặt mình vào VRB đây 10 10 10 204 4 32 đặt cho mình vào VRB 20 đó. Tương tự là 30 bạn đã 30, 30, đúng không? Bạn sẽ đặt mình xoẹt hai đặt mình vào VRB 30. Đó, xong. Và lúc này nếu nếu mà chúng ta tiến hành chúng ta mở lại router tươi phòng bạn sẽ thấy cái chữ B. Nó sẽ có một chữ B. B ví dụ tí mình mình đưa vào sức chúng ta sẽ thấy nó sẽ hiện thị chữ B từ backup. Đó, như vậy xong. Rồi. Bước tiếp theo là đi lên sheet của hình đây. Rồi. Bước cuối cùng đi xuống là của hình. À, này, này Vậy thì lúc này bây giờ switch của chúng ta đây bạn, nó nhận được cả hai cái cái, cái, cái cái từ hai router xuống luôn Đầu tiên mở cho mình vào Winbox của máy trang Đặt cho mình tên ví dụ đây bạn vào cho mình menu là menu system này. System này. RN bạn đặt ví dụ như đặt là switch trung tâm, switch core hay core switch đi bạn. Đó. Xong. Ở đây thì chỉ con router này xuất này chúng ta nó có hai liên kết bonding thì chúng ta tạo hai liên kết. Đầu tiên vào menu interface chọn bonding đầu tiên. Em nói em có bonding gì? Đầu tiên là em nói là em có bonding uh, bonding bonding từ CRS326 tới R1. R1 thì chúng ta có là cổng 102. Ở đây mình đặt là tới R1 bằng R1 là XT đúng không? XT ghi cho nó cụ thể bạn. XT đúng không? cộng số 1 và cộng số 2 chọn đây. Chọn mình chế độ y chang nhà nhớ tất cả cái bonding từ đầu đuôi phải giống y chang về về đâu, về cái mode và cái transmit hash policy nhớ cho mình nha. Xong chọn apply. Tương tự nữa là em có thêm cái là vào đây, vào đây, vào đây. Em có thêm cái link code là bonding, bonding gì? Bonding CRS326 tới R2. R2 tức là backup. Đó, chọn đây cộng số 3 số 4. 3 và cộng số 4 chế độ này. Và đây, xong. Đơn giản, xong. Đó, xong apply. Rồi xong bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo mình cái nhóm. Cái nhóm mình cập đồng vào mình vô cộng đây. Đặt tên nhóm ví dụ là brick Rick brick uh, uh, Rick, uh, Rick gì ta. Rick call đi, đi. Rồi xong. Đưa cho mình hai giao diện nó vào, đầu tiên giao diện đây. Rồi, tương tự tiếp tục là giao diện đây xong sau đó bây giờ chúng ta giải mã bàn này đưa 678 đưa 68 vào luôn. Đây bây giờ mình đưa các bạn đây. 68 nó đã đưa mình này. Uh, 6 này, đúng không? Rồi nè 7 nè, rồi nè 8 này, đúng không? 8 này đúng không? 8. Rồi. Lúc này nó sinh ra chúng ta một trường hợp rất hay là cái root bot đại là giao thức RSTB. Vậy thì lúc này tự dưng bây giờ không phải cấp chính cho nên lúc này bạn quay lại cho mình quay lại cho mình con router chính đặt giá trị brick id thấp hơn xíu đây chỉ bằng này nếu bằng đế như vậy luôn là lưu lượng mà sẽ đổ ra router và phòng chạy không đúng đây nguyên tắc đây là cái nguyên tắc và cái giải thuật của cái anh rsb stb đó vào lại router chính đây vào đây chỉ bằng này rồi sau đó là chúng ta sẽ mở lại cho mình winbox đây mình sẽ là winbox đây và chúng ta truy cập vào nha đây sửa mình chỉ định brick id đây mình coi brick id đây là mình xem đây là backup bạn đã backup nha backup mình mở lại đi đó mình xem nha mình đang đứng đây là router nào bạn lưu ý như mình nha mình xem backup cấp không đây mình xem router này xem cái giá trị chúng ta là 100 mà mình đang đứng backup à mình lên chính đi rồi lên chính đây nó sửa lại rồi vào đây ở mình xem nha có một cái giá trị uh, của cái anh actor anh làm cho chẳng dẫn tới nó nó bị nó nó liên quan tới cái anh là nó có cái dòng này dòng RM bạn đây vào big mặc định giá trị 8.000 ở đây mình sẽ thay thay đổi thay đổi giá trị ví dụ bạn thay đổi giá trị 6.000 là tự nhiên nó sẽ thay đổi liền bạn thay đổi bạn để cái giá trị sẽ thay đổi liền tức là khi mà chúng ta sẽ thực hiện nguyên tắc này thay đổi liền và lúc này trên con router dự phòng chúng ta có thể đi giữ nguyên hoặc là chúng ta thay để giá trị 7.678 đây xem nè lúc nó bạn quay lại mình giá trị vb đây vb xong rồi mở hết xong sau đó bạn sẽ quay lại cho mình trên sweet core xem thế như nào bạn sweet core nha đây sweet core đây rồi mở lại vào sweet core đây đúng với bạn đây đường chính dự phòng rồi xong bây giờ bạn mình nói sao em có là em có vlan số 10 thực tế có là em có từ đầu tờ đổ xuống ha. À, sau đó nó đổ xuống đầu, nó đổ xuống từ đường chính kể cả đổ xuống từ đường phụ từ rau tới chính không có rau tới phụ không có sau đó em giải mã ra cổng số sau đơn giản tương tự và em có là lên số 20 từ hàng đầu tờ đổ xuống đổ xuống sợi dây này và sợi dây này giải mã ra cổng số 7 đúng chưa tương tự em có lên số 30 30 em đổ ra cổng số 8 đó xong bà cổng là có ba cổng xong sau đó quay lại thép bò quy định cổng đây thì này là cộng chỉ nhận với lên chọn mình chế độ chỉ nhận cộng này gọi chỉ nhận chọn mình chế độ chỉ nhận cộng này giải mã với lên số 10 chọn chế độ chỉ giải mã anh này giải mã số 20 chọn cho mình chế độ chỉ giải mã anh này là vilen số 30 chọn mình chế độ là chỉ giải mã đúng xong chúng ta lưu ý đó như vậy xong rồi sau đó cuối cùng chúng ta sẽ vào menu brick này chúng ta sẽ kết hợp tính năng vilen lên vào menu vilen cái kết hợp đó xong vậy xong hết và lúc này bạn đợi mình hai cái thẻ nó quan trọng lắm bạn mà lưu ý thì quan trọng lắm đó nha chữ rút bột gọi là design thứ rất quan trọng nha mà phần sau mình sẽ gặp ta liên quan tới việc cái giao thức là xây dựng mạng như phòng rồi xong bây giờ thì mình thử một số bạn nói đau anh thân rút dây anh gắn em thay xem đang rút dây bạn rút dây gắn vào cổng số 6 nhận vì lên số 10 đúng không Cổng số 6 là bạn cộng số đâu đây Cổng sao bạn gắn cộng số 6 nha rồi chuột phải cho mình vào menu Open Network and Internet Setting Norm, Sau chọn mình một là Share Data Option Đây Rồi xong Anh sẽ xoay vòng xoay vòng và sau đó anh sẽ nhận lại bị đổ xuống từ các router đổ xuống Đây chúng ta lưu ý này đây. Ở đây mình đang gắn IP tỉnh bạn Mình xem mình đang gắn IP tỉnh để mình chuyển đổi ra Chuyển đổi sang IP tự động đi Rồi xong Đây Mình sẽ chuyển đổi sang yêu cầu hiện tại mình sẽ chuyển đổi sang IP tự động đó chúng ta lưu ý và lúc này router mình sẽ nhận được IP từ bên trên đổ xuống và chúng ta xác định đây 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 chính xác là thông tin mình đang có xong đơn giản đó như vậy xong và thì về nguyên tắc nếu như trong trường hợp mà giờ hiện tại chúng ta khi mà chúng ta đi xử lý các yêu cầu thì hiện tại bây giờ bạn kiểm tra router sẽ đi ra đường nào và switch switch chuyển đường nào thì bây giờ bạn hình dung chính phụ giờ mình đo cho mình xem bây giờ mình đo xem đo thử nha đây xem thử này bây giờ nha là mình sẽ truy cập thử internet cho bạn xem đây mình truy cập thử internet đúng không mình truy cập đằng này đây mình sẽ truy cập đằng này đây đó, xong. Thì toàn bộ lượng bây vô bạn sẽ đổ qua rau tài chính. Đây, rau chính đây. Và anh dự phòng với anh dự nhựa, nguyên. Đúng không? Anh dự nguyên. Mình bình thử bằng xe mặt bình này. Đây. Trẻ đúng không? Vậy thì bây giờ mình chơi mình rút nguồn rau tài chính. Rút nguồn đi. Rút, rút nguồn ra. Mất nói đúng không? Nhưng lúc này bằng lưu ý nè. Cái anh này, cái trình duyệt này của anh là à, 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 anh sẽ mất một gói. Mà không? Chạy tiếp. Thì lúc này lưu lượng chuyển xuống dẫn anh dưới anh chạy đó bạn thấy và lúc này nếu bạn truy cập lại switch bạn sẽ thấy tự nhiên cái con switch uh, con router r2 backup nó đó đóng cái trò sẽ là root bỏ đó xong bây giờ mình đo mà bạn cho mình đo một số bạn ơi đâu anh là đo cho em xem thử coi thử cái tốc độ rồi chạy như nào em xem thử đây mình đo xem đây đây đường hiện tại mình đang có xoay vòng xoay vòng đúng không bây giờ nó buồn buồn bạn là mình chơi là mình gắn cái này lại gắn con router chính vào đó mình sửa xong mình gắn vào thì lúc này lưu lượng bạn sẽ chuyển qua con đầu tính chạy hết đơn giản đó như vậy xong đơn giản nguyên tắc vậy thôi hết và đó được xem là đó là cái ý tưởng để giúp cho chúng ta dễ dàng trong việc sau này mà khi mà chúng ta đi chúng ta triển khai và chúng ta vận hành một số các cái tính năng mà liên quan tới việc dự phòng trong mạng ta để chúng ta sẽ có được cái lưu ý đó như vậy xong rồi như vậy tại bây giờ là mình đã hướng dẫn xong cho ta về việc chúng ta đi chúng ta cấu hình dịch vụ uh, VIP trên giao diện VLANs và trên giao diện body Cảm ơn bạn like, subscribe và mình cũng sẽ cái này tới nhiều bạn các bạn và hẹn lại bạn trong những video sau.